Công ty Minh Motor xin giới thiệu động cơ điện liền giảm tốc, sản phẩm công nghệ Úc đã xuất khẩu đi hơn 30 nước trên thế giới, sử dụng phổ biến tại Mỹ và châu Âu. Sau đây là giảm tốc 1,5 kW 2 ngựa 2 HP. Đây là mẫu giảm tốc chân đế có tỷ số truyền 1/5. Ampe định mức khi đấu tam giác là 6,44 ampe. Ampe định mức khi đấu sao là 3,72 ampe. Trục giảm tốc có đường kính 32 mm. Trục của giảm tốc là thép siêu bền, sau đó được tôi nhiệt liền để tạo độ cứng tuyệt đối. Kết cấu hộp cực điện rất dài và an toàn. Chất lượng vỏ gang của hộp giảm tốc đặc, nặng và chống rung, nhờ vậy kéo dài độ bền của sản phẩm. Bên trong hộp số giảm tốc có mở nhật, loại mở này cao cấp, giảm ma sát, chống mày mòn bánh răng. Bánh răng giảm tốc có tuổi thọ tới 10 năm. Phía ngoài giảm tốc được sơn 3 lần bằng công nghệ sơn tự động. Quy trình sơn có hấp sái để nước sơn bền nhiều năm. Quý khách có thể lựa chọn hàng ngàn mẫu giảm tốc khác từ kho hàng motor lớn nhất Việt Nam. Mời quý khách liên hệ số điện thoại 0981 645 020 của công ty Minh Motor để được báo giá ưu đãi nhất thị trường Đông Nam Á.